chào, các bạn đang nghe podcast Gia Lai ngày 6 tháng 4 phát vào lúc 6 giờ trên báo Gia Lai Điện tử. Bản tin hôm nay có những thông tin sau. Gia Lai triển khai cuộc thi đại sứ văn hóa đọc năm 2024. Pleiku tổng thu ngân sách quý 1 đạt 319,41 tỷ đồng. Hạt kiểm lâm huyện Cờ Bang tiêu hủy hai cá thể khỉ vàng đã chết. Trên 600 người đăng ký hiến máu hưởng ứng ngày toàn dân hiến máu tình nguyện. Hơn 170 cán bộ công chức được tập huấn nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính, trao học bổng cho 20 học sinh dân tộc thiểu số huyện Krông Ba. Sau đây mời các bạn nghe nội dung chi tiết. Nhằm khơi dậy niềm đam mê đọc sách và thúc đẩy văn hóa đọc trong nhà trường, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai vừa có công văn yêu cầu các phòng giáo dục và đào tạo, các trường phổ thông triển khai cuộc thi đại sứ văn hóa đọc năm 2024. Theo đó, học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 tại các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và các loại hình giáo dục khác trên địa bàn tỉnh đều có thể tham gia cuộc thi. Trong đó, các đơn vị cấp huyện triển khai cuộc thi nhận và chấm bài dự thi của học sinh từ ngày 26 tháng 3 đến ngày 25 tháng 5 và gửi dự thi cấp tỉnh từ ngày 26 tháng 5 đến ngày 15 tháng 6. Ban giám khảo cuộc thi cấp tỉnh tổ chức chấm bài dự thi từ ngày 16 tháng 6 đến ngày 26 tháng 6. Dự kiến ban tổ chức sẽ tổng kết và trao thưởng vào trung tuần tháng 8 năm 2024. Giải thưởng bao gồm 40 giải cá nhân dành cho 3 cấp học, trong đó có 6 giải nhất, 4 giải tập thể, gồm 3 giải dành cho trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, có số lượng bài dự thi nhiều nhất và có ít nhất 1 thí sinh đạt giải, 1 giải dành cho trường có nhiều thí sinh đạt giải nhất. Ngoài ra có 9 giải chuyên đề dành cho 3 cấp học, gồm bài chia sẻ cảm nhận cuốn sách hay nhất, truyện ngắn khuyến đọc hay nhất, kế hoạch, sáng kiến kinh nghiệm phát triển văn hóa đọc ấn tượng nhất. Đây là năm thứ 6 Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Thư viện tỉnh tổ chức cuộc thi đại sứ văn hóa đọc nhằm thúc đẩy văn hóa đọc, hình thành thói quen và kỹ năng đọc sách cho học sinh. Trước đó, năm 2023, ban tổ chức cuộc thi đã nhận được 20.521 bài dự thi từ 136 trường học thuộc 3 cấp học trên địa bàn tỉnh. Sáng ngày 5 tháng 4, Ủy ban nhân dân thành phố Pleiku tổ chức hội nghị sơ kết công tác quý 1, triển khai nhiệm vụ công tác quý 2 năm 2024. Trong quý 1, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên địa bàn thành phố Pleiku đạt gần 16.670 tỷ đồng, doanh thu vận tải thực hiện 586,7 tỷ đồng, giá trị sản xuất công nghiệp gần 2.820,1 tỷ đồng, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 319,41 tỷ đồng, bằng 20,29% kế hoạch tỉnh, bằng 18,9% kế hoạch thành phố giao và tăng 38,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Bên cạnh đó, thành phố cũng đã tập trung triển khai kế hoạch xây dựng cơ bản và các dự án trọng điểm, tăng cường thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đảm bảo đúng quy định. Cùng với đó, thành phố Pleiku đã tổ chức thành công các hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội trong dịp Tết Nguyên đán, các ngày lễ lớn và sự kiện quan trọng. Qua đó, đón trên 352.500 lượt khách tới tham quan, nâng tổng doanh thu từ hoạt động du lịch đạt 195,5 tỷ đồng. Công tác nội vụ, thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, cải cách hành chính, xây dựng chính quyền ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận và đưa ra các giải pháp nhằm giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác chuyên môn của cơ quan đơn vị và các chỉ tiêu quan trọng về thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng, quản lý đô thị, cải cách hành chính công và tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Sáng ngày 5 tháng 4 tại bãi rác xã Nghĩa An, hạt kiểm lâm huyện Cờ Bang phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức tiêu hủy hai cá thể khỉ vàng thuộc loài nguy cấp quý hiếm nhóm 2B đã chết. Đây là tang vật mà hạt kiểm lâm huyện đã tạm giữ trong vụ mua lâm sản trái pháp luật trước đó. Cụ thể, vào trưa ngày 10 tháng 1, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc mua bán động vật hoang dã trái pháp luật, hạt kiểm lâm huyện Cờ Bang phối hợp cùng công an huyện Cờ Bang tiến hành kiểm tra nhà ông Hồ Sĩ Vượng, trú tại tổ dân phố 9 thị trấn Cờ Bang, phát hiện có hai đối tượng là ông Hồ Sĩ Vượng và một người không rõ họ tên đang mua bán động vật hoang dã. Phát hiện thấy lực lượng chức năng, đối tượng không biết tên đã bỏ chạy. Qua kiểm tra cụ thể, có hai cá thể khỉ vàng đã làm sạch lông, không còn nội tạng, tổng trọng lượng 6,5 kg. Hạt kiểm lâm phối hợp cùng công an huyện lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Hồ Sĩ Vượng về hành vi mua lâm sản trái pháp luật, tạm giữ toàn bộ tang vật, chuyển về hạt kiểm lâm Cờ Bang để điều tra xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật. Ông Hồ Sĩ Vượng cũng đã bị xử phạt hành chính 3 triệu đồng. Sáng ngày 5 tháng 4 tại nhà thiếu nhi thành phố Pleiku, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Gia Lai phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Quân y 211 tổ chức hiến máu hưởng ứng 24 năm ngày toàn dân hiến máu tình nguyện, ngày 7 tháng 4 năm 2000, ngày 7 tháng 4 năm 2024. Với thông điệp hiến máu cứu người, hãy hiến thường xuyên, hoạt động đã thu hút trên 600 tình nguyện viên, đoàn viên thanh niên, cán bộ công chức viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn tỉnh tham gia đăng ký hiến máu tình nguyện.
Trước khi tham gia hiến máu, mọi người đều được khám sàng lọc sức khỏe theo quy định. Kết quả, ban tổ chức đã thu được 580 đơn vị máu an toàn, vượt 80 đơn vị máu so với chỉ tiêu đề ra. Trong đó, Bệnh viện Đa khoa tỉnh tiếp nhận 451 đơn vị máu, Bệnh viện Quân y 211 tiếp nhận 129 đơn vị máu. Được biết, trong năm 2024, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Gia Lai phấn đấu tiếp nhận 17.100 đơn vị máu an toàn. Riêng từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã tiếp nhận trên 5.500 đơn vị máu an toàn, đạt trên 32% so với kế hoạch đề ra và góp phần đáp ứng nhu cầu máu cho công tác cấp cứu và điều trị bệnh nhân trên địa bàn tỉnh. Ngày 4 tháng 4 tại thị xã An Khê, Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2024. Tham gia hội nghị tập huấn có hơn 170 đại biểu là lãnh đạo các cơ quan chuyên môn, công chức phụ trách tham mưu Ủy ban nhân dân các huyện Cờ Bang, Công Chơ Ro, Đắc Bơ, thị xã An Khê, chủ tịch, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã phường thị trấn, đại diện công an phường xã và công chức phụ trách công tác xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn các huyện thị xã. Trong một ngày, các đại biểu được báo cáo viên của Sở Tư pháp giới thiệu nội dung hai chuyên đề: kiến thức pháp luật và nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính, kiến thức pháp luật và nghiệp vụ theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Thông qua hội nghị tập huấn nhằm giúp đội ngũ cán bộ công chức làm công tác tham mưu xử lý vi phạm hành chính nắm rõ hơn các quy định, kỹ năng nghiệp vụ về xử phạt vi phạm hành chính, từ đó vận dụng kiến thức và nghiệp vụ vào thực tiễn công việc để tổ chức tham mưu thực hiện hiệu quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại đơn vị địa phương thuộc phạm vi quản lý. Chiều ngày 4 tháng 4 tại trường Trung học phổ thông Đinh Tiên Hoàng, huyện Krông Ba, tỉnh Gia Lai diễn ra lễ trao học bổng ươm mầm tương lai lần 2 dành cho các học sinh dân tộc thiểu số hiếu học. Học bổng do trường Đại học Công thương Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng gồm 30 phần quà và 20 suất học bổng trị giá 1 triệu đồng tiền mặt một suất. Học sinh được trao tặng học bổng đợt này là 19 em người Gia Lai, một em người Tài, hoàn cảnh khó khăn nhưng có ý chí vượt khó vươn lên trong học tập. Học bổng là niềm động viên khích lệ để các em tiếp tục cố gắng vươn lên trong học tập, bước xa hơn trên hành trình tìm kiếm con chữ. Đây là lần thứ hai trường Đại học Công thương Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức trao học bổng cho học sinh dân tộc thiểu số ở ngôi trường vùng khó của huyện Krông Ba. Đại diện lãnh đạo nhà trường cho biết sẽ tiếp tục đồng hành lâu dài với học sinh dân tộc thiểu số, tạo cơ hội cho các em vươn lên, vơi bớt khó khăn trên hành trình tìm kiếm tri thức. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin hẹn gặp lại các bạn vào bản tin sáng ngày 7 tháng 4.